Thưa quý vị, trải qua 29 năm thành lập, Liên minh Hợp tác xã tỉnh có 144 hợp tác xã, gần 11.500 thành viên với tổng vốn hoạt động hơn 1.200 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ hợp tác xã đạt khá giỏi chiếm gần 60%. Dưới sự hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cấp ngành, các hợp tác xã đã dần đổi mới quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước thích ứng với thời đại 4.0, góp phần xây dựng kinh tế tập thể Bà Rịa Vũng Tàu phát triển bền vững. Sau nhiều nỗ lực mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, cuối tháng 3 vừa qua, ba sản phẩm là trà đông trùng hạ thảo, ngũ cốc đông trùng hạ thảo và cordyceps BHA tủ của Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Bà Rịa Vũng Tàu đã được gắn 4 sao sản phẩm OCOP. Để các sản phẩm đạt tiêu chí OCOP, Hợp tác xã đã đầu tư máy móc thiết bị sản xuất hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn nhiều thị trường khác nhau. Song song đó, hợp tác xã cũng nỗ lực cải tiến về hình thức, mẫu mã, bao bì sản phẩm. Hợp tác xã đã xây dựng được một cái chỉ tiêu đó là HACCP theo tiêu chuẩn của Thụy Sĩ của châu Âu. Và hiện tại thì còn một cái tiêu chuẩn nữa là được quản lý bằng ISO 22000. Hợp tác xã công nghệ cao đang làm đông trùng theo hữu cơ, hoàn toàn không sử dụng một cái phương pháp hóa học nào để nuôi trồng đông trùng hạ thảo. Nên hiện tại sản phẩm đông trùng hạ thảo đang được là đánh giá là 4 sao để làm cái quy trình OCOP. Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Nhân Tâm, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc có 17 hectare nhãn xuồng cơm vàng, đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí sản phẩm OCOP. Trong số này, gần 7 hectare đang sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hình thức sản xuất này đòi hỏi kỹ thuật đầu tư cao, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người chăm sóc cây cũng như người tiêu dùng, đồng thời góp phần xây dựng thương hiệu nhãn xuồng cơm vàng Bà Rịa Vũng Tàu bền vững, hướng tới mục tiêu xuất khẩu. Thì hiện nay Hợp tác xã cũng đã bắt đầu định hướng để xuất khẩu cái trà nhãn này. Hiện nay thì Hợp tác xã cũng đang phát triển thêm cái sản phẩm mới, đó là cái trái xoài. Thì hiện nay cũng có đối tác của nước ngoài đặt với cái số lượng lớn. Hướng tới sản xuất an toàn bền vững là cách mà nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thực hiện. Hợp tác xã Bưởi Da Xanh Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ đã và đang vận động thành viên dần chuyển đổi từ phương thức truyền thống sang hướng hữu cơ 100%. Cách làm này không chỉ phù hợp với xu hướng đòi hỏi ngày càng cao của thị trường, mà còn hiệu quả với nông dân trong bối cảnh vật giá, đặc biệt là giá phân bón tăng cao. Qua 2 năm triển khai, đến nay hợp tác xã đã có 100 hectare sản xuất bưởi sạch, chiếm 50% diện tích của toàn hợp tác xã. Khi mà mình chuyển cái hướng từ hướng vô cơ sang hướng hữu cơ thì mình nhận thấy rằng là cái sản phẩm trái bưởi của mình nó nâng cao được cái chất lượng, cái mẫu mã cũng như là cái về vấn đề an toàn, cái sức khỏe của cho người tiêu dùng. Thì mình cảm thấy là cái người tiêu dùng họ tin cái sản phẩm mình hơn, cũng như cái giá bán nó rất là ổn định và được mọi người rất là tin dùng. 2 năm qua, mặc dù dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề, nhưng một số sản phẩm của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh như nhãn xuồng cơm vàng, trứng vịt, bưởi da xanh, dưa lưới, bơ không hạt, rau, gạo, thủy hải sản vẫn có đầu ra ổn định nhờ sản xuất theo hướng sạch, an toàn. Dưới sự hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, nhiều hợp tác xã cũng đã nhạy bén mở rộng hoạt động, ngành nghề, qua đó gặt hái được nhiều thành công. Sau khi thực hiện cái nghị quyết 128 của chính phủ, thì tỉnh cũng đã có xây dựng các cái phương án để chỉ đạo để làm sao để thích ứng an toàn, linh hoạt, thì cũng đã từng bước phục hồi và đang từng bước phát triển. Giai đoạn 2021-2030, tỉnh tập trung phát triển hợp tác xã đa dạng về lĩnh vực, ngành nghề, mở rộng quy mô thành viên. Tỉnh phấn đấu mỗi năm thành lập mới từ 10 đến 15 hợp tác xã, nâng tổng số thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh đến cuối năm 2030 lên 274 đơn vị, giải quyết việc làm cho gần 10.000 lao động. Doanh thu bình quân của mỗi hợp tác xã đạt gần 2,8 tỷ đồng mỗi năm, lợi nhuận đạt 332 triệu đồng một năm, thu nhập bình quân người lao động khoảng 85 triệu đồng một người một năm trong lĩnh vực nông nghiệp và 116 triệu đồng một người một năm trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Tỉnh cũng phấn đấu có tối thiểu 80% hợp tác xã nông nghiệp hợp tác liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Để đạt được mục tiêu này, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ phối hợp triển khai các chương trình chính sách hỗ trợ, tư vấn cho các hợp tác xã về vốn, đất đai, thuế, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng cường kết nối giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, đồng thời xây dựng đề án chuyển đổi quỹ hỗ trợ hợp tác xã
theo Nghị định 45 của Chính phủ nhằm tạo tiền đề cho kinh tế tập thể Bà Rịa Vũng Tàu phát triển bền vững.